thôi, đi chung mới. Chúc chung, chúc chung. Thôi bây giờ quay chậm quá, mẹ chơi trước. Đây nè, có kim tuyến và mặt trăng.
tiếp theo là một em được gọi là em Slumbee. Em thả xong rồi phải không? À. Em làm xong này. Xong rồi, đã xong rồi đó. Chả vô hộp. Không có vị hết. Không có gì thú vị hết. Nó mua đã rồi, nó không có gì thú vị hết. Nhưng mà thích, tại vì cho nó ra một cái trứng chịch. Không, Slumbee nó không có bị gì ta. À, nó không có bị dính đâu mà đừng. Em xong này này. Cái em xong này nó có rất là nhiều người. Tại vì mình đã chơi trước rồi. Tại vì em không thể chịu nổi khi mà ở nhà đi sáo được. Thấy chưa? Nó lấy ra nó chơi rồi, nó trộn hết mấy màu lại với nhau luôn rồi. Nhưng mà màu nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà khi mà mẹ xài vô mẹ tưởng nó ướt không, nhưng mà nó không ướt đâu. Nên mẹ đừng có thoa dung dịch vô cái xương. Mẹ tha rồi, mẹ tha vô tay rồi. Nhưng mà nó còn có thể cho vô slime được đúng không? Đây là cái thành phần của mẹ. Nếu mà mẹ thấy nó bị đứt gãy thì mẹ phải nhồi. Ủa sao nó không lấy ra hết vậy? Để mẹ lấy ra, mẹ lấy ra chưa? Xé cho mẹ miếng đi. Để mẹ lấy chưa? Thôi nhưng mà nó không lấy ra hết được đâu. Sao vậy? Tại vì do cái zombie nè, nó dễ dính vô hũ. Thank you.
cực thích luôn, cực thích luôn. Tại vì da em rất là mềm và mịn và không hề bị nhức. Chiến sĩ giỏi quá. Tối đông quá ha, giờ này khách nhiều quá trời. Bữa nay tình cờ vô quán này thú vị ha. Con thấy sao? Con chào quán này mùi vị mẹ thì sao cho mấy này? Quán rộng rãi, thích hợp cho trẻ con, cho nên là đòi trẻ con vô không. Vậy là cho mấy đứa rồi qua video mới ha.